Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Hai tháng đầu năm, cả nước có hơn 33.600 doanh nghiệp tạm dừng và giải thể. Đề xuất chưa tăng lương tối thiểu vùng năm 2021. Lâm Đồng phát triển ngành nghề nông thôn, giảm tỷ lệ thất nghiệp. Bắt giữ nguyên chủ tịch và cán bộ địa chính một thị trấn ở Thanh Hóa vì lợi dụng chức vụ trong thi hành công vụ. Nhóm nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Vaccine và Sinh phẩm Y tế IVAC đang sớm hoàn thành quá trình thử nghiệm vaccine COVID-VAC để dự kiến ngày 23 tháng 3 sẽ thử nghiệm giai đoạn 1 trên người. Như vậy, sau Nanocovax thì COVID-VAC là vaccine thứ hai của Việt Nam được thử nghiệm trên người. Những người tham gia thử nghiệm tiêm COVID-VAC ở độ tuổi từ 18 tới 59 tuổi được tiêm 2 mũi, cách nhau 28 ngày. Nếu kết quả an toàn miễn dịch tốt, vaccine sẽ chuyển sang giai đoạn 2 là tiêm mở rộng số lượng người và độ tuổi. Giai đoạn này dự kiến bắt đầu vào tháng 7 năm 2021, được thực hiện tại Trung tâm Y tế huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Dự kiến quá trình nghiên cứu lâm sàng COVID-VAC sẽ hoàn thành vào tháng 10 năm nay. Theo Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế, mỗi mũi tiêm COVID-VAC dự kiến có giá không quá 60.000 đồng. Đồng thời, điều kiện bảo quản vaccine này cũng có nhiều ưu điểm. Sau khi sân bay Vân Đồn được Bộ Giao thông Vận tải cho phép mở cửa khai thác trở lại từ 0 giờ ngày 3 tháng 3, thì Vietnam Airlines cũng công bố sẽ khai thác trở lại đường bay Thành phố Hồ Chí Minh Vân Đồn. Theo đó, trong 2 tuần từ nay đến ngày 17 tháng 3, Vietnam Airlines sẽ khai thác đường bay này với tần suất 1 chuyến một tuần vào các ngày thứ Tư và sau đó sẽ tăng tần suất lên 3 chuyến một tuần vào các ngày thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật. Các chuyến bay đều được khai thác bằng máy bay Airbus A321 với tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế 5 sao, đồng thời thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Sở Y tế Hà Nội vừa có thông báo về việc các trường hợp từ Hải Dương trở về Hà Nội từ ngày 3 tháng 3 sẽ phải cách ly tại nhà 14 ngày. Theo đó, từ ngày 3 tháng 3, các trường hợp từ tỉnh Hải Dương trở về Hà Nội cần chủ động khai báo y tế với cơ quan y tế địa phương. Riêng đối với người về từ 4 địa phương ở Hải Dương, gồm thành phố Hải Dương, thị xã Kinh Môn, các huyện Kim Thành và Cẩm Giàng, ngoài các biện pháp nêu trên, thực hiện việc tự cách ly y tế tại nhà, thời gian tính từ khi rời Hải Dương đến khi đủ 14 ngày. Tuy nhiên, đối với các trường hợp từ 4 địa phương trên, nếu có kết quả xét nghiệm PCR âm tính với virus SARS-CoV-2 trong thời gian 3 ngày trước khi rời Hải Dương, thì có thể trở lại làm việc, học tập bình thường. Theo thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, cả nước đã có 33.611 doanh nghiệp phải tạm dừng và giải thể trong 2 tháng đầu năm, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2020. Trong số này bao gồm 21.636 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, 8.380 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ giải thể và 3.595 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. Số doanh nghiệp quay lại hoạt động trong 2 tháng qua đã giảm ở 12 trên 17 lĩnh vực và chủ yếu tại các ngành nghề chịu nhiều ảnh hưởng của dịch COVID-19 như nghệ thuật, vui chơi và giải trí giáo dục và đào tạo, dịch vụ lưu trú và ăn uống, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. Sau Tết Nguyên đán tại các thành phố lớn, những lao động tự do lại trở lại với công việc của mình. Thế nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh, họ đang thực sự chật vật với cuộc sống nơi đô thị. Sau Tết, trở lại Hà Nội từ quê, bà Trần Thị Kiệt hành nghề vận chuyển hàng hóa tại chợ bằng xe kéo để sinh sống. Thế nhưng không như mong đợi, do ảnh hưởng của dịch bệnh, việc ít, không có người thuê, chật vật để duy trì cuộc sống hàng ngày. Công việc nó giảm sút rất nhiều. Nói chung là thị trường chợ búa là vắng vẻ này, hàng họ sẽ giảm bớt này, hàng về ít này, số lượng người mua người bán sẽ ít hơn ạ. Nó ảnh hưởng đến thu nhập, nói chung là trước ví dụ thu nhập 3 phần, bây giờ nguồn thu chỉ có độ 2 phần thôi. Còn với những lái xe ôm này, cả ngày dài ngồi chờ khách từ phần mềm không được, họ đứng ngoài đường để đón khách, nhưng có khi cũng chỉ có 1-2 chuyến. Tôi ngày xưa ấy thì thu nhập thì gọi là cũng tương đối ổn, nhưng mà từ cái ngày đó COVID nó nổ ra nhiều thế này thì hạn chế rất nhiều người không ra đường, rồi nhiều cái đơn hàng cũng người ta cũng không thực hiện nữa. Từ đợt dịch COVID-19 năm trước, gói hỗ trợ 62.000 tỷ được kỳ vọng sẽ hỗ trợ nhiều cho các đối tượng gặp khó do dịch. Thế nhưng thực tế chưa thực sự phát huy hiệu quả bởi các thủ tục giấy tờ còn quá phức tạp do người lao động di cư tự do phải xin xác nhận ở nhiều nơi, tại quê và nơi cư trú hiện nay. Trước tình hình dịch COVID-19 bùng phát trước và sau Tết Nguyên đán 2021, tại một số địa phương,
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện gói hỗ trợ COVID-19 của chính phủ. Thế nhưng nhiều chuyên gia cho rằng để thực hiện gói này đến đúng đối tượng, hiệu quả thì cần chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đặc biệt với nhóm đối tượng khó là lao động tự do. Đây là một cái minh chứng rõ nhất để chúng ta có thể nhìn là nếu chính sách đúng đắn nhưng nếu việc thực thi không được kịp thời, không được nghiêm minh, không được minh bạch và không được với một cái tâm thế, một cái tích cực nhất, với một cái câu chuyện đấy là phục vụ người dân nhanh nhất, thì chúng ta sẽ nhìn thấy là chính sách dường như là đang bị chặn lại với những cái nhóm đối tượng đặc thù như thế này. Mùa dịch COVID-19 tác động chung đến mọi ngành nghề, mọi đối tượng, thế nhưng với những lao động tự do này, họ thực sự đang gồng mình kiếm kế sinh nhai. Với những chính sách hỗ trợ trong thời gian tới nếu có, để tránh chưa đúng và trúng, thì cần có sự quyết liệt và giải pháp cụ thể hơn nữa, xóa bỏ rào cản, thực sự kịp thời cứu nguy cho những mảnh đời này trong cuộc mưu sinh. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 26 với nội dung chuyển hai dự án thành phần cao tốc Bắc Nam từ đầu tư PPP sang đầu tư công. Hai dự án này gồm quốc lộ 45 Nghi Sơn và đoạn Nghi Sơn Tiễn Châu thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông. Bộ Giao thông Vận tải sẽ phê duyệt điều chỉnh hai dự án này theo quy định, chịu trách nhiệm về tính chính xác hợp lý của tổng mức đầu tư sau khi chuyển đổi. Hai dự án này gồm quốc lộ 45 Nghi Sơn và đoạn Nghi Sơn Diễn Châu thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông. Bộ Giao thông Vận tải sẽ phê duyệt điều chỉnh hai dự án này theo quy định, chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lý của tổng mức đầu tư sau khi chuyển đổi. Việc chuyển dự án sang đầu tư công được hứa hẹn sẽ làm giảm tổng mức đầu tư do giảm chi phí lãi vay trong giai đoạn xây dựng. Phương thức đầu tư công còn có thêm lợi ích là chính phủ được xây dựng phương án thu hồi vốn nhà nước để tái đầu tư cho kết cấu hạ tầng. Trước ý kiến đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có văn bản gửi các bộ ngành chức năng về nội dung này. Theo đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng chưa nên đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 bởi thời gian vừa qua do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhiều đơn vị doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thậm chí bị phá sản, giải thể, nhiều người lao động bị mất việc, giảm giờ làm. Nếu điều chỉnh tăng lương sẽ khiến cả hai bên gặp khó khăn. Hơn nữa, các quy định của pháp luật hiện hành cũng không quy định mốc thời gian tăng lương định kỳ hàng năm, nên việc xem xét điều chỉnh tăng lương có thể ở một thời điểm khác khi nền kinh tế dần hồi phục. Do đó, việc không điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng năm 2021 sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi, người lao động duy trì làm việc, tái tham gia thị trường lao động khi dịch COVID-19 dần lắng xuống. Trong năm qua, dưới tác động của thiên tai dịch bệnh đã kéo theo tình trạng thất nghiệp gia tăng so với các năm trước. Tuy nhiên, tỷ lệ này ở nông thôn chỉ chưa đầy 0,4%, trong đó ở thành thị là gần 2%. Có được kết quả trên là nhờ trong thời gian qua, Lâm Đồng đã quan tâm phát triển các ngành nghề nông thôn cũng như hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động ở khu vực này. Chị Lê Thanh Hải, xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻ đã gắn bó với nghề ươm tơ tại một công ty chế biến tơ tằm đóng chân ngay tại địa phương với thu nhập khá mà không phải đi làm ăn xa. Đây là nghề mà nông dân trong vùng đã quen thuộc nhiều năm nay, nhưng các chế độ phúc lợi xã hội được đảm bảo đã khiến cho lao động nông thôn yên tâm với cuộc sống và thu nhập của mình. Làm ở đây thì em thấy mức lương ở đây với cả cái chế độ ở đây thì sinh hoạt trong gia đình của em á, thì thấy nó ổn. Hàng tháng mình có lương để tiêu pha hàng ngày, chế độ bảo hiểm và đồ thì có hết. Theo thống kê của ngành chức năng, năm 2020, Lâm Đồng có gần 16.500 người thiếu việc làm. Vì vậy, Lâm Đồng luôn chú trọng các chính sách đầu tư hỗ trợ các ngành nghề là nghề nông thôn phát triển. Tập trung đầu tư từ cái chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn để mà cái củng cố và khôi phục lại các cái làng nghề đối với tỉnh chúng ta là có cái lợi thế so sánh, ví dụ như là về ngành nghề mây tre đan này, cái ngành nghề mà đan lát, các cái ngành nghề mà sản xuất một số cái sản phẩm mang tính chất ví dụ như ở vùng đồng bào dân tộc như là rượu cần hay là dệt thổ cẩm. Tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho đời sống người dân nông thôn là một trong 19 tiêu chí quan trọng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Với những nỗ lực trong lĩnh vực này, Lâm Đồng đã nâng cao thu nhập người dân nông thôn từ 35 triệu đồng năm 2015 lên 40 triệu đồng hiện nay. Với sự đa dạng về ngành nghề, đa dạng tuổi tảo về nguồn lao động,
nông thôn Lâm Đồng đã tạo nên những thay đổi rõ nét, trong đó đã nâng cao đời sống về vật chất và tinh thần cho người dân trên những vùng quê ấm no. Năm 2020 có thể coi là năm thử thách rất lớn của toàn cầu hóa theo hướng tự do hóa và thuận lợi hóa thương mại. Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kinh tế đề ra năm 2021, ngành công thương sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp bằng những cải cách mạnh mẽ mang tính đột phá. Theo nhận định, năm 2021 là năm chứng kiến sự tiếp tục phát triển mang tính đột biến hơn nữa trong cơ cấu lại các ngành kinh tế, đặc biệt trong công nghiệp, nông nghiệp và các ngành khác, để tiếp tục hoàn thiện đồng bộ các thị trường, đặc biệt là hướng tới tham gia sâu rộng vào các chuỗi giá trị của khu vực và toàn cầu. Do đó, điều kiện tiên quyết là tiếp tục thực hiện các hoạt động cải cách ở mức độ sâu rộng hơn nữa. Đồng hành cùng với doanh nghiệp, hỗ trợ cho doanh nghiệp, bên cạnh những cái giải pháp về mặt là tiếp tục đơn giản hóa và làm các cái công khai minh bạch, các cái thủ tục chính để tạo điều kiện tiếp cận thị trường tốt hơn nữa cho doanh nghiệp, thì chúng ta phải tính đến các cơ chế chính sách và biện pháp cụ thể để hỗ trợ cho doanh nghiệp vượt được qua những cái tác động mà của Covid-19 nó đang gây ra. Đi đôi với những cải cách chính là việc đón nhận và nắm bắt các cơ hội mới đến từ các hiệp định FTA mà Việt Nam đã ký kết. Thông qua đó tạo điều kiện cho các ngành hàng kinh tế tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Bằng những bài học kinh nghiệm thực tiễn của năm 2020, năm 2021 sẽ tiếp tục là năm thực hiện tiến trình cải cách và tiếp tục hội nhập, hướng tới năng lực cạnh tranh ngày càng cao hơn và bền vững hơn của nền kinh tế, các doanh nghiệp cũng như các sản phẩm dịch vụ và cả sự cạnh tranh của chúng ta. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp nội dung chương trình với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 sẽ được giữ ổn định như năm 2020. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phương án chuẩn bị kỳ thi bảo đảm đánh giá được chất lượng đầu ra của giáo dục phổ thông. Do học sinh lớp 12 năm nay chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên nội dung câu hỏi sẽ đảm bảo sát với nội dung giảng dạy trong điều kiện dịch bệnh, gắn với chuẩn đầu ra chương trình phổ thông. Đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ được công bố ngay trong tháng 3 này. Thưa quý vị và các bạn, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, người dân đến làm việc và nộp hồ sơ trực tiếp tại các bộ phận một cửa tại Hà Nội ngày một tăng. Vì vậy, cùng với việc nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại nơi làm việc, thì khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến cũng là nội dung được các quận, huyện tăng cường nhằm chủ động đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Hôm nay, chị Ngọc Mai đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của quận Cầu Giấy, Hà Nội để làm thủ tục xin cấp lại giấy khai sinh. Thay vì phải đứng xếp hàng chờ đợi với đủ loại giấy tờ, thì chị Mai đã được cán bộ tư vấn và hướng dẫn sử dụng làm thủ tục trên cổng dịch vụ công trực tuyến của thành phố. Điều này đã mang lại nhiều thuận tiện cho chị cùng nhiều người dân khác trong thực hiện thủ tục hành chính. Thủ tục sẽ làm trên mạng, cho nên không phải ghi chép điền nhiều thông tin, cho nên sẽ được nhanh chóng và an toàn. Từ hồi giải quyết thủ tục hành chính thì các cái một số các cái quy định cũ mà không phù hợp nữa thì là người ta nhà nước đã chỉnh, đã bỏ, giảm bớt phiền hà cho người dân. Khi mà thực hiện dịch vụ công trực mức độ 3-4, vừa tiết kiệm cho người dân doanh nghiệp về chi phí, về công sức đi lại và vừa phòng chống dịch hiệu quả, cũng là để cho khi mà tiếp nhận hồ sơ thì cái việc mà giải quyết hồ sơ cũng thông suốt và hiệu quả cho cả cán bộ cũng cho cả người dân. Tại bộ phận một cửa Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, cùng với những yêu cầu bắt buộc như đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn, giữ khoảng cách, thì tại đây cũng đã tăng cường khuyến khích công dân làm thủ tục hành chính công trực tuyến. Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, việc đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 càng trở nên quan trọng và cấp bách tại các quận huyện. Và đây chính là thời điểm để thúc đẩy chương trình chính phủ điện tử đến gần hơn với người dân. Thành phố cũng đã chỉ đạo và trực tiếp các bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính là giải quyết công việc ở các cái mức độ từ 2-3-4. Công dân chúng ta sẽ chủ động giải quyết hồ sơ qua mạng, cũng như là cái việc chúng ta sắp tới sẽ tổ chức giải quyết qua mạng, họp trực tuyến vân vân ấy, thì nó sẽ giảm thiểu cái việc mà lây nhiễm cho Covid, đồng thời cũng là giải quyết cái công việc nó nhanh chóng hơn, bớt cái thời gian đi lại. Thế và nó cũng phù hợp với cả cái xu thế phát triển của cách mạng công nghiệp.
vừa thực hiện công việc, vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, người lao động và sự an tâm cho người dân đã trở thành một nhiệm vụ được các cơ quan công sở thực hiện nghiêm túc, góp phần quan trọng đẩy lùi dịch bệnh. Ngày 4 tháng 3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng để điều tra làm rõ vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại huyện Ngọc Lặc. Hai đối tượng bị bắt giữ gồm ông Phạm Hùng Dũng, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Ngọc Lặc, sinh năm 1960, thường trú tại phố Trần Phú, và Lê Ngọc Tùng, nguyên cán bộ địa chính thị trấn Ngọc Lặc, sinh năm 1964, ở phố Lê Duẩn, thị trấn Ngọc Lặc. Theo hồ sơ của cơ quan điều tra công an, vào năm 2018, Phạm Hùng Dũng và Lê Ngọc Tùng biết rõ diện tích đất của 4 hộ dân tại phố Trần Phú nằm trong phạm vi quy hoạch đường Hồ Chí Minh và nguồn gốc đất là đất của trường Đảng và trường trung học cơ sở thị trấn 2 do Ủy ban nhân dân thị trấn Ngọc Lặc quản lý, không đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, Dũng và Tùng vẫn chỉ đạo và lập hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Lặc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 4 hộ không đúng trình tự quy định, lập khống về nguồn gốc đất và quá trình sử dụng đất của 4 hộ nêu trên, gây thiệt hại trên 1 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện và xử lý hàng chục trường hợp đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội về tình hình dịch COVID-19. Trên không gian mạng, nạn tin giả vẫn xuất hiện không kém sự lây lan của dịch bệnh. Vừa qua, Công an thị xã Mỹ Hào xử lý hai cá nhân trú tại phường Nhân Hòa vì đưa tin sai sự thật về dịch COVID-19 tại địa phương trên trang Facebook, gây hoang mang trong dư luận và ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Hai cá nhân này bị phạt tiền và phải gỡ bỏ bài viết trên trang cá nhân của mình. Lực lượng công an thị xã sẽ phối hợp với các ban ngành quan siết là tuyên truyền cho người dân nắm rõ về cái thông tin xấu, đặc biệt là liên quan đến cái phòng chống dịch COVID. Cái thứ hai là phối hợp các cái ban ngành liên quan và đặc biệt là địa phương tố giác cũng như là ngăn chặn những cái thông tin sai sự thật. Cái thứ ba nữa là triển khai các cái công tác phòng chống dịch tại địa phương và để cho người dân nhận thức rõ về cái thông tin giả là ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự cũng như là phát triển kinh tế của địa phương. Trong bối cảnh toàn tỉnh đang nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch do virus corona gây ra, thì virus tin giả khiến tình hình dịch bệnh càng trở nên phức tạp, đồng thời lan truyền nỗi sợ hãi hoang mang trong cộng đồng. Người dân tưởng thật là cứ hoang mang, ồn ào lên trong thôn, trong xóm thì tôi ra tôi nghe thấy tôi bảo thế này là không đúng rồi. Nếu như mà có những thông tin gì là người ta phải báo về với phường bên công an là nó phải chính xác. Về phía phường thì chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền trong các hội nghị, rồi trên hệ thống đài truyền thanh của phường và các tổ dân phố để làm sao mà cho người dân hiểu biết hơn, nắm bắt rõ hơn về các cái quy định của pháp luật liên quan đến cái việc mà đăng các cái thông tin trên mạng xã hội. Trong 2 tháng đầu năm 2021, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện và xử lý 17 cá nhân đăng tin sai sự thật về dịch bệnh, trong đó có 10 trường hợp bị xử phạt hành chính ở mức 5 triệu và 7 triệu 500 ngàn đồng. Số lượng người vi phạm tăng cao so với cùng kỳ năm trước, tin giả xuất hiện nhiều hơn trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Nhiều người đăng tin sai sự thật do thiếu hiểu biết, song có người tung tin để câu like, câu view, trục lợi cá nhân. Cái số mà đưa tin trên các cái trang thông tin xã hội, các cái trang mạng xã hội là chủ yếu là học sinh, sinh viên, người kinh doanh tự do. Các tầng lớp nhân dân khi tham gia vào các trang mạng xã hội, chúng ta không nên kết bạn, chia sẻ, bình luận, đưa cái tin không đúng sự thật về tình hình dịch bệnh. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được khép lại chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.